Minh Đường Tử Vi hoan hỉ chào đón các bạn. Chúc các bạn vui vẻ, hạnh phúc và thành công. Bước sang tháng 10 âm lịch năm 2021 gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi tuổi Hợi tháng 10 năm 2021 âm lịch chi tiết về các phương diện sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, sức khỏe, cẩm nang vượng vận cho từng tuổi trong tháng mong rằng với những thông tin hữu ích sẽ giúp cho các bạn thay đổi được vận trình của mình tốt hơn trong tháng 10 năm 2021 âm lịch, người tuổi hợi có thể gặp phải nhiều vấn đề bất lợi do cục diện tự hình thái tuế gây ra. Bạn cảm nhận khá rõ sự khó khăn trong tháng mới nhưng hầu như luôn phải tự thân cáng đáng, không gặp được bao nhiêu sự hỗ trợ từ người khác. Công việc bận rộn, bản mệnh chạy đôn chạy đáo lo công chuyện, áp lực từ cấp trên cũng không hề nhỏ. Với khối lượng công việc khá lớn, bạn hãy chuẩn bị sẵn tinh thần làm việc ngoài giờ hoặc tăng ca cách tốt nhất để hạn chế ảnh hưởng xấu từ vận khí là hãy tự thay đổi mình theo hoàn cảnh chớ đánh mất lòng tin chỉ vì những thất bại nhất thời ngoài ra bạn cũng nên hạn chế tranh luận một cách hiếu thắng chỉ vì muốn giành phần thắng bằng mọi giá nếu không sẽ càng chịu nhiều rắc rối và mệt mỏi đây cũng không phải là một tháng may mắn ở phương diện tài lộc cho con giáp này có dấu hiệu lừa gạt chiếm đoạt tài sản hoặc bị kẻ xấu lợi dụng khiến tiền bạc của bạn dễ hao hụt một khoản không nhỏ Do đó, dù làm việc gì cũng phải tỉnh táo và xem xét mọi cơ hội một cách cẩn thận. Vận trình tình cảm cũng vào lúc trầm lắng, bế tắc. Dường như công việc đã chiếm gần hết thời gian của con giáp này. Người độc thân cũng không còn những khoảng thời gian riêng tư cho bản thân nói gì để yêu đương. Trong khi đó người kết hôn lại có những mâu thuẫn do cuộc sống bị xáo trộn hoặc quan điểm khác biệt. Do phải chịu nhiều áp lực nên sức khỏe tháng này của tuổi hợi khá bất ổn phải suy nghĩ quá nhiều việc khiến bạn luôn trong tình trạng mỏi mệt, thiếu năng lượng và ảnh hưởng cả đến thói quen sinh hoạt, cuộc sống đảo lộn. Hãy quý trọng sức khỏe của mình nhiều hơn. Tử vi tuổi hợi tháng 10 năm 2021 âm lịch về phương diện sự nghiệp. Xem tử vi tháng 10 năm 2021 tuổi hợi âm lịch về phương diện sự nghiệp, cục diện tử hình gây ra rất nhiều vấn đề bất lợi cho con giáp này bạn có thể cảm nhận khá rõ mọi chuyện đang trở nên khó khăn và rối ren hơn rất nhiều, vượt khỏi tầm kiểm soát của bản thân. Trong tháng, rất nhiều kế hoạch bỗng xảy ra trục trặc nửa chừng, hoặc ì ạch mãi không có tiến triển. Bạn thường xuyên phải chạy đôn chạy đáo lo công chuyện, áp lực từ cấp trên cũng không hề nhỏ. Đã vậy, mệnh chủ còn không gặp được bao nhiêu sự hỗ trợ từ người khác, hầu như luôn phải tự thân cáng đáng một mình. Làm không khéo còn dễ bị người khác gây khó dễ, tạo điều tiếng thị phi ảnh hưởng tới đường tiến thân thời điểm này áp lực bùa vây từ nhiều phía cả cấp trên cấp dưới và đối tác đều đang thúc ép tuổi hợi khiến bạn vô cùng mỏi mệt trong tháng này những lúc như vậy bạn càng cần phải lấy chữ nhẫn làm đầu và bình tĩnh xử lý công việc trong im lặng tránh lời qua tiếng lại gây hại đến công danh sự nghiệp với khối lượng công việc khá lớn việc phải làm việc ngoài giờ hoặc tăng ca để kịp tiến độ là điều đương nhiên nên hãy chuẩn bị tinh thần nhé ngoài ra với đồng nghiệp bạn cũng nên hạn chế tranh luận quan điểm một cách hiếu thắng chỉ vì muốn giành phần thắng bằng mọi giá nếu không sẽ càng chịu nhiều rắc rối và mệt mỏi ảnh hưởng đến tinh thần làm việc nhìn chung bạn sẽ vừa phải đương đầu với nhiều yếu tố khách quan trong khi nội tại bản thân cũng chưa đủ quyết tâm và kiên trì để phấn đấu cách tốt nhất để hạn chế ảnh hưởng xấu từ vận khí là hãy tự thay đổi mình theo hoàn cảnh chớ đánh mất lòng tin trì vì những thất bại nhất thời Hãy coi khó khăn hôm nay như yếu tố tạo động lực cho bạn phấn đấu hơn trước. Nói theo cách đơn giản, càng trong hoàn cảnh áp lực tuổi hợi lại càng dễ gặt hái được thành quả tốt đẹp. Tử vi tháng 10 năm 2021 tuổi hợi âm lịch về phương diện tài lộc. Tử vi tháng 10 năm 2021 của 12 con giáp âm lịch cho thấy, đây cũng không phải là một tháng may mắn ở phương diện tài lộc cho tuổi hợi. Tài chính có xu hướng tăng ít giảm nhiều, thu nhập không thêm nhưng các khoản chi tiêu lại nhiều hơn hùng tinh thái tuế xuất hiện là dấu hiệu lừa gạt chiếm đoạt tài sản hoặc bị kẻ xấu lợi dụng khiến tiền bạc của bạn dễ hao hụt một khoản không nhỏ do đó dù làm việc gì cũng phải tỉnh táo và xem xét mọi cơ hội một cách cẩn thận thời điểm này bạn cũng nên hạn chế đầu tư kinh doanh đừng vội tin lời dụ dỗ ngon ngọt và vung tiền vào những lĩnh vực mình chưa có nhiều kinh nghiệm các khoản vay nợ cũng nên hạn chế trước khi cho ai đó vay mượn bạn nên tính đến khả năng hoàn trả và uy tín của đối phương tránh vì cả nề tình cảm mà sau này khó đòi vừa mất tiền lại cũng khó giữ được mối quan hệ như trước đó theo phi tinh tháng sao bát bạch chủ về tài lộc xuất hiện ở cung chính tây đây được coi là phương vị vượng khí trong tháng nếu được bài trí phong thủy tốt sẽ dễ dàng thu hút tài khí vào nhà thúc đẩy tài lộc thêm vượng bản mệnh có thể đặt thêm tượng mèo thần tài ở hướng tây nam phòng khách ở cửa hàng cửa hiệu sẽ hỗ trợ hút tài khí giúp việc làm ăn suôn sẻ và trôi chảy hơn tử vi tuổi hợi tháng 10 năm 2021 âm lịch về phương diện tình duyên. Vận xui trong tháng còn khiến đường tình duyên của tuổi hợi vô cùng ảm đạm, tình cảm bế tắc. Dù là người độc thân hay đã có đôi có cặp đều gặp nhiều nỗi buồn ở thời điểm này. Dường như công việc đã chiếm gần hết thời gian của con giáp này. Người độc thân cũng không còn những khoảng thời gian riêng tư cho bản thân nói gì để yêu đương dù cũng có người chủ động tiếp cận nhưng cũng không ở lại lâu do thái độ của bạn khá hờ hững và lạnh nhạt bản thân bạn cũng chưa sẵn sàng để bắt đầu một mối quan hệ nghiêm túc vào lúc sự nghiệp bấp bênh như hiện cho nên cũng đành bỏ lỡ cơ hội trong khi đó người kết hôn lại có những mâu thuẫn do cuộc sống bị xáo trộn hoặc quan điểm khác biệt sự hiểu lầm khiến một số mối quan hệ giữa hai bạn bị đảo lộn không khí gia đình căng thẳng tác động lên tất cả các thành viên Thời điểm này, nếu cả hai vẫn phó mặc hoàn cảnh thì rất dễ xuất hiện người thứ ba hoặc tình cảm ngoài luồng. Hãy cố gắng giữ lý trí để tránh phạm sai lầm tự tay phá bỏ hạnh phúc đã xây dựng trong suốt thời gian qua. Chia sẻ và tôn trọng lẫn nhau là cách đơn giản mà hiệu quả để giữ gìn hạnh phúc gia đình. Bên cạnh đó, nếu có thời gian, hai bạn nên sắp xếp đi du lịch cùng nhau để có không gian riêng tư hâm nóng tình cảm và hóa giải mọi hoài nghi về nhau tử vi tháng 10 năm 2021 tuổi hợi âm lịch về phương diện sức khỏe. Do phải chịu nhiều áp lực nên sức khỏe tháng này của tuổi hợi khá bất ổn. Phải suy nghĩ quá nhiều việc khiến bạn luôn trong tình trạng mỏi mệt. Một số triệu chứng bất thường hay xảy ra như đau nửa đầu dữ dội, suy nhược thần kinh, mất ngủ. Làm ảnh hưởng cả đến thói quen sinh hoạt, cuộc sống đảo lộn. Hãy quý trọng sức khỏe của mình nhiều hơn. Tử Vi khuyên bạn hãy cố gắng cân bằng tâm trạng, đó là cái gốc để bạn khỏe mạnh cẩm nang vượng vận cho từng tuổi hợi trong tháng 10 âm lịch năm 2021. 1. Đinh hợi, thuộc mệnh thổ, nam thủy diệu, nữ mộc đức. Khẩu quyết, cảm nhận rõ mọi chuyện đang trở nên khó khăn và rối ren hơn rất nhiều. Quý nhân, thìn, mão. Tiểu nhân, tỵ tuất. Màu sắc may mắn, hồng, vàng. 2. Kỷ hợi, thuộc mệnh mộc, nam mộc đức, nữ thủy diệu khẩu quyết nhiều kế hoạch xảy ra trục trặc nửa chừng hoặc ì ạch không có tiến triển quý nhân dần mùi tiểu nhân dậu ngọ màu sắc may mắn vàng đỏ ba tân hợi thuộc mệnh kim nam vân hán nữ la hầu khẩu quyết tiền bạc dễ hao tổn do dấu hiệu lừa gạt chiếm đoạt tài sản quý nhân tuất mùi tiểu nhân sửu mão màu sắc may mắn nâu trắng 4. Quý Hợi thuộc mệnh thủy, nam thủy diệu, nữ mộc đức. Khẩu quyết đường tình duyên vô cùng ảm đạm, tình cảm bế tắc. Quý nhân thân dần, tiểu nhân sửu tỵ. Màu sắc may mắn cam tím. Nam ất Hợi thuộc mệnh hỏa, nam mộc đức, nữ thủy diệu. Khẩu quyết sức khỏe suy giảm do chịu nhiều áp lực tinh thần. Quý nhân tuất dậu, tiểu nhân ngọ thìn. Màu sắc may mắn trắng đỏ. Các bạn thân mến, trên đây Minh Đường Tử Vi đã chia sẻ về vận trình tử vi của tuổi Hợi trong tháng 10 năm 2021 âm lịch. Hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, các bạn có thể áp dụng tránh hung hóa cát để lộ trình công việc của mình được thuận lợi, suôn sẻ nhất. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.